Mọi người sẽ phải bốc một lá thăm có tên của người trong công ty để tặng quà. Hết rồi. Hết rồi. Không phải rồi. Lần này hai đội bốc này phải bốc quà hết rồi. Thì anh có thể gọi là chia sẻ một chút về cái ý nghĩa của cái trò chơi này cũng như là cái mọi người thực hiện như thế nào hay là chung chung về cái hoạt động này. Ok. Thì hiện tượng này nó là một cái sự biến hóa hơi sáng tạo một chút cho cái truyền thống tặng quà nhau trong cái dịp Giáng sinh, đem lại một cái hương vị đặc biệt và cũng mang lại nhiều sự bất ngờ thú vị hơn. Thứ nhất là mình sẽ không biết là ai tặng quà mình, và thứ hai là mình cũng sẽ không biết món quà nó là cái gì. Nó có thể là bất cứ một cái gì mà mình không trông đợi. Và em cảm thấy là nó hay ở chỗ là có những người sẽ thường là không tương tác với nhau nhiều nhưng mà vẫn tặng quà nhau, thì đó cũng là một dịp để tất cả mọi người có thể hiểu nhau hơn. Và riêng cái việc đi tìm quà cho một người mình không biết nó cũng là một cái điều gọi là gia tăng một cái sự kết nối nhất định. Đấy, nói chung là nghĩ đến cái hiện tượng đấy, anh luôn thấy đó là một cái sự kiện rất là vui mà nên tham gia. Thế em suy nghĩ thế nào về lựa chọn năm nay của em? Năm nay bí mật năm nay của em. Nói chung là một người mà kiểu em không ngờ đến nhưng mà cũng không quá là không quá là khó tặng quà, bởi vì em cảm giác người đấy khá là đơn giản. Cho em tặng cái gì đấy kiểu ấm áp một tí thôi, kiểu mang nghĩa tinh thần nhiều hơn là nghĩa vật chất đấy. Anh rất thích thú với lựa chọn này, bởi vì đây là một người có lẽ là anh biết ít nhất ở trong công ty. Như là năm ngoái anh bốc đoàn nhân thì anh có kiểu cảm thấy như nào? Anh thấy là anh thích cái sự bốc đấy, bởi vì riêng với nhân thì anh cảm thấy là trong thời gian đấy anh em chưa, tuy là thân nhau nhưng mà không dành với nhau thời gian nhiều. Nói chung là anh biết mình cần phải mua gì rồi. Thực ra sáng nay anh cũng đã đặt hàng Shopee rồi nên là khá tự tin vào lựa chọn của mình. Anh có dùng cái wishlist không anh? Wishlist à? Có wishlist à? À thế à, thế chắc là, thế anh không biết rồi. Sao không đưa cho mình wishlist là sao mình biết được? Nó khỏe mà anh mua nhưng linh tinh là không được đâu. Thế á? Anh bút của em à? Xin sao biết được? Sao biết được? Tại vì mọi người đều có wishlist rồi, em nghĩ là em sẽ dựa theo cái đấy để chọn được cái món quà cho đúng sở thích của người đấy. Em có thể biết là sẽ tặng được cái gì luôn ngay từ lúc em bốc ra cái đấy rồi. Em khá là thích người đấy, thế nên thế nên là kiểu được tặng quà cho người ta cũng là một cái điều mong muốn của em. Bất kỳ một người mới nào, cụ thể là những người không thì... em muốn cái tên thằng gì nhỉ? Tên chắc là Giang. Chọn quà cho Giang khó bỏ xử, biết mua gì bây giờ. Nếu bây giờ cho, nếu mà anh chọn anh Giang thì anh nghĩ nên sẽ bộ phận cái gì? Nếu mà bốc phải Giang, năm ngoái ai bốc phải Giang ấy nhỉ? Ai đó tặng cái thuyền, thuyền lắp ghép. Có phải cái thuyền kia không? Không không. Tặng cái thuyền kia. Nếu mà tặng Giang thì chắc là khó phết nhỉ? Chả biết tặng anh gì. Anh Giang có ghi wishlist. Có wishlist à? Một cái mug, coffee mug hoặc là một cái coffee mug là cái gì? Xếp hình gì đấy, cốc cà phê. À, cốc cà phê thôi á? Ừ. Hoặc là một cái bộ xếp hình gì đấy khó khăn. Nếu mà bốc phải Giang thì chắc phải xem wishlist. Có thể là đĩa MK11 bản Ultimate. Mặc dù nó cũng chỉ thêm vài nhân vật. Thực ra thì em nghĩ là nếu bốc phải ai thì cũng được, nhưng mà bốc phải người mình thích và muốn tặng quà người đấy thì nó sẽ dễ lựa chọn hơn. Không, một người không muốn bốc phải nhất cả. Không. Thì em không muốn, chắc là không có ai đâu ạ. Em vẫn mong là em bốc được anh Nhân, bởi vì anh Nhân bảo là nếu anh Nhân bốc được em thì Nhân sẽ tặng em cục kích. Em khá là tức. Hả? Anh Nhân bảo anh Nhân tặng được em, bốc lên anh Nhân tặng em cục kích rồi đấy.
Nếu em chỉ muốn bốc được anh nhân thôi thì em sẽ tặng anh nhân cục cứt. Cứt thật hay cứt giả? Cứt thật. Được anh. Nếu mà anh hòa nhập nhé. Em đã nói chia sẻ cái người mà em muốn bốc nhất, muốn bốc phải nhất đúng không? Người không muốn bốc phải nhất á? Chắc là anh sao? Sao? Không biết tặng gì. Kiểu anh Giang không biết tặng gì thật đấy. Anh Giang ghi luôn trên đấy được mà. Thế nhưng mà kiểu em khó tìm hiểu thôi. Khó tìm hiểu ấy. Người cái gì cũng có xong rồi. Người cái gì cũng có rồi, khó tìm hiểu. Đúng. Thì cái gì cũng có, khó tìm hiểu. Đấy, thế đó, kiểu nếu mà tặng anh Giang đúng là không biết tặng gì thật. Kiểu mua đắt quá thì nó cũng không đúng, mua rẻ quá thì nó cũng không đúng. Thôi anh Giang, em phải tặng quà rẻ. Riêng anh Giang mình tặng quà rẻ. Thế à? Được. Thôi. Nhưng mà không bốc phải anh Nhân thì cũng hơi tiếc. Đỡ tốn tiền đấy. Tặng cục cất thôi. Trời ơi. Đúng rồi, em đã bốc phải cái người mà em không muốn bốc phải rồi cơ. Thôi đã bốc lại rồi. Trời ơi. Không phải là vì em ghét mà vì em không nghĩ ra cái gì để tặng Hoàng Phi Chuyện. Cái vắng mặt hôm nay Sơn. Vì em chơi với nó quá lâu rồi nên em biết là nó sẽ thích gì. Em muốn thứ gì thử thách hơn tí. Em thì không rõ lắm, tại vì thường thì họ sẽ hầu hết mọi người đều biết là trên wishlist rồi ấy. Thì em nghĩ là không có quá nhiều khó khăn. Nhưng mà đúng là nếu như mà đúng phải anh Sơn thì cũng hơi khó nhằn. Tại vì anh ấy viết trên wishlist là một sự bất ngờ. Chắc là không thích bốc phải anh Giang nhất thì không biết tặng anh Giang cái gì. Khó quá. Anh muốn ai tặng quà nhất? Anh Giang giàu nhất. Obviously đúng không? Anh Giang giàu nhất, anh Giang tặng quà anh. Hy vọng là anh Giang tặng quà em, anh Giang tặng cái gì to vào nhá. Em cảm ơn anh. Anh nghĩ là anh sẽ chung là tìm hiểu thế nào để tặng được cái món quà cho người kia. Hay là anh sẽ dựa vào tụi anh cái list. Tụi anh cũng nói dối là mình có list mà. Nhưng mà anh cũng khá là bạn ấy thì chưa điền vào. Nhưng mà anh cũng rất là thích thú với cái việc là bởi vì nó vẫn cho mình khuôn khổ sáng tạo mà đúng không? Ví dụ như tất thì tất như thế nào là do ý của mình. Và riêng cái việc nghĩ là người đó, bởi vì anh không biết rõ là người đó ra sao. Và việc được phỏng đoán và dựa trên những tính cách của người đó là một cái thử thách anh khá là chào đón. Và đó là những gì bọn mình chuẩn bị cho Giáng sinh năm nay. Còn các bạn, Giáng sinh của các bạn sẽ như thế nào? Hãy cùng mình đón chờ tập 2 nhé.